Hi, xin chào các bạn đến với kênh Nhạc Cụ Đàn Hương. Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho một các bạn một loại đàn nhạc cụ dân tộc. Đàn này thì có tên là đàn tam. Đàn này thì hay được sử dụng vào các lễ hội. Đây, có mặt đàn thì làm hoàn toàn bằng da chăn. Thành đàn và cần đàn thì sẽ được làm bằng gỗ kiểu như là keo. Đó. Trên cây đàn này thì được cấu tạo đây, có một con ngựa đàn đây. Đấy, chỗ này là cữ của đàn. Cái cữ của đàn này, đây cho các bạn xem. Cái cữ của đàn này thì nó có tác dụng là chỉnh cho tay ngắn tay dài. Ví dụ như là tay các bạn mà cái ngón tay của các bạn dài thì các bạn kéo cái cữ này lên càng cao, còn ngón tay các bạn ngắn thì các bạn sẽ kéo cái cữ này xuống càng thấp. Thì khi kéo cữ này nó sẽ quyết định cái nốt đàn này. Đấy, khi các bạn tăng cữ thì các bạn phải dán lại các cái nốt đàn này. Đấy. Đàn này được lên dây là son đồ của son nhá. Đấy, trên cái đàn này của bên mình đấy thì nó đã có chỗ khóa lên dây như này, chỗ để lắp dây như này, đây có hai đầu lắp dây này, thì phụ kiện kèm đàn, bởi vì đàn tam mà đánh chay này không cầm nổi đàn đâu, bắt buộc phải có dây, thì phụ kiện kèm đàn bên mình sẽ gồm một cái móng gẩy như này để chơi và một cái dây đeo như này, các bạn chỉ cần móc vào đây thôi. Đấy, khi nào các bạn không thích thì các bạn có thể tháo cái dây này ra rất là dễ bằng việc là móc vào. Đấy. Xong cách sử dụng thì chúng ta sẽ đeo như này. Đó. Son, đồ son. Đấy. Chúng ta là lên là son. Đồ. Son. Đấy. Thì thứ tự các nốt trên đàn này. Đây là son này, là đồ này. Nốt đồ này. Đồ, re, mi, mi, la, son, la. Đấy. Trên là son, la, si. Mi đó, dưới tương tự son lá si đố đề mi. Đấy, à, mình đánh cái đàn này thì mình cũng nghịch bập bẹ thôi, mình không hay lắm, mình sẽ nghịch thử cho các bạn xem. Không hiểu thì lại bảo đàn tam đại là đàn mà cái bầu này nó to hơn. Không, nó không to hơn, nó chỉ bằng cần này thôi, nhưng cái cần nó sẽ dài hơn để các bạn kéo cữ và chơi được nhiều nốt hay xuống sâu hơn thì gọi là đàn tam đại đó, và được sử dụng phổ biến trong các cái nhạc lễ bây giờ. Cảm ơn mọi người xem video của Nhạc Cụ Đàn Hương. Nếu ai muốn mua hàng thì liên hệ mình qua hotline trên video nhá. Vâng, xin cảm ơn và chào mọi người.